Thưa quý vị, thực hiện mục tiêu thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo đó, có 9 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích gần 468 ha, bao gồm 6 khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại huyện Tân Châu, 2 dự án trồng và chế biến nông sản ứng dụng công nghệ cao với diện tích gần 175 ha tại huyện Tân Châu và huyện Dương Minh Châu, 1 dự án khu trồng trọt chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại huyện Tân Châu. Hiện ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện thu hút, hỗ trợ các dự án đầu tư có quy mô lớn, hiện đại nhằm phát triển chuỗi trồng trọt chăn nuôi của tỉnh, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến 6 dự án khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hùng Nhân, 1 dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Phú Lâm.